Good morning, xin chào các bạn. Hôm nay là thứ ba, cũng được 10 ngày mình đi du lịch với gia đình, hai đứa nhóc với mẹ nó. Thì thường thường đi du lịch như vậy á, mình đi lâu nhất là một tuần thôi à. Nhưng mà cái chuyến này đi hơn một tuần là tại vì mẹ của mấy nhóc ở đây là quê của mẹ nó, cho nên mẹ nó muốn về đây thăm, đi chơi cho đã cái tuần, rồi bây giờ muốn ghé về Ottawa rồi đi thăm bạn bè. Trời, có cái gì bị nó cắn đè. Anyway, thì mục đích là đi du lịch xong rồi về quê thăm bạn bè, học trường trung học. Từ nhỏ mẹ nó qua đây sống hồi 5 tuổi, thì lúc đó có bạn bè ở chung xóm, một người thì Việt Nam, một người thì cũng có nhiều người đó, nhưng mà thật ra thì chỉ có hai người còn ở lại đây thôi. Thì một người Hồng Kông từ nhỏ, có thể sanh đẻ ở đây mình cũng không biết nữa. Anyway, thì mình nhớ có đám cưới của mình với lại có đi đến thăm mình ở Cali một lần. 20 năm sau gặp lại thì ai cũng già hết rồi. Mình thì già nhất, mình thì lớn tuổi hơn mẹ nhóc tới 12 tuổi. Thì nói chung mấy nhóc thì nó nhớ nhà rồi, nó chán rồi, nó muốn về rồi. Hôm nay thì ngủ trễ, 12 giờ trưa rồi. Mấy nhóc chưa thức dậy, mẹ nó cũng mệt rồi. Mẹ nó thì coi như là hăng hái lắm, nhưng mà đến giờ cuối cùng cũng mệt. Thì dự định là hôm nay không có plan, không có tính toán gì hết. Nói đúng ra thì mình thích như vậy, giờ muốn ra chợ mua đồ ăn về. Tại đây không có cái đồ nướng thịt ha. Nướng thịt cho mấy đứa nhỏ nó chơi ngoài sân hè nhỏ này. Thì mình rất thích rồi, không cần làm gì hết. Nghỉ ngơi. Ngày mai dự định thì đi Montreal trong một cái day trip, từ đây đến lái xe đó như 7 tiếng. Thì đến thành phố Montreal cho biết vậy. Mình cảm tưởng là Montreal rất là đẹp, rất là lạ, rất là French. Nhưng mà nói chung thì mình các cảm tưởng chắc không thích ở đó đâu. Quebec, mình đang ở đây hiện tại là của Quebec Province. Thì họ cũng nói tiếng Tây không à, tiếng Pháp á. Nhưng mà thì thật ra thì họ cũng lịch sự, mình không biết tiếng Pháp thì họ nói tiếng Anh. Tại họ biết nói hai tiếng ngôn ngữ, tiếng Pháp và Pháp, Canadian French nha, chứ không phải là Canadian Pháp mà Pháp. Cũng giống như là American English với lại English nghĩa là giọng nói có người Anh với giọng nói có người Mỹ vậy đó. Something like that. Anyway, đương nhiên nói lạc đề. Thì mình nghĩ đi tới Montreal mà cái French culture lắm, thì mình không có quen hợp lắm, chứ mình không biết mình có thể thích hợp mà ở đó không, ở lâu dài như là chơi biết. Anyway, mình không biết, có thể. Nói tóm lại thì sau cái chuyến Montreal là thứ năm trở về là chắc nghỉ ngơi, pack up rồi sáng thứ sáu là phải đi ra phi trường về rồi. Cuộc đi vui nào thì cũng phải, trời sao cái ánh sáng nó làm cái mặt mình đỏ tươi vậy. I'm so vain, là phải lo lắng về cái sắc đẹp hả? Cái này vậy. Nói tóm lại thì cảm tưởng về nước Canada, mình đến Toronto, không phải Toronto, Mississauga là cái thành phố kế bên Toronto. Thì người Việt rất là cũng khá đông. Thì dân Canada ở đó thì họ có việc tìm việc làm này nọ. Còn ở cái khu Ottawa này thì như người Việt mới qua thì chắc khó, hiếm khó cái việc làm đó. Tại vì không có những cái việc như
biết mình nghe như vậy lạc nhãn thôi. Mấy cả Canadian friend của bạn bè ở Canada nói mày biết gì đó bậy bạ. Thì nói tóm lại mình thấy ở Toronto, họ gần Toronto thì họ kiếm việc dễ hơn ở đây vậy đó. Yeah, các bạn thấy như Chinatown vậy không? Rất là nhỏ, rất là compared to California bà của mình thì thôi, Chinatown này nó không bằng cái gì, nó không ra gì nhất là San Francisco Chinatown là Los Angeles. San Francisco Chinatown thì nó rất là đẹp, rất là đông, rất là mình tới đó mình thấy rất là bởi vì giờ Hồng Kông giống như Hồng Kông vậy đó chứ. Mình không biết Trung Quốc nó ra sao nhưng mà mình lúc đầu mình cảm tưởng ở Chinatown giống rất Hồng Kông. Rồi người ta cũng đa số nói tiếng Quảng, không có nói tiếng phổ thông như mấy người mới qua sau này của Trung Quốc mà di cư đâu qua đó. Như vậy mình đang uống lon bia. Ấy nọ, mình đang bệnh không nên uống bia này nọ nhưng mình nói vacation. Ngồi đây tán dốc với các bạn uống bia ha. Ăn sáng rồi nha. Tiếng chim kêu rất thích, rất thích. Cái chuyến đi này mình lần đầu tiên thì mình rất thấy yêu mến Canada, nhất là cái vùng Ottawa này. Nó có cái lạ là nó mình bước sang cái con sông ra tới Quebec thì nó rất là một cái country khác, một cái nước khác vậy đó. Tại vì đèn, tại vì họ thuộc luật của cái province họ khác chút đỉnh Canada thôi, nhưng như là cái luật của nước thì nó chung nhưng mà luật của mỗi một cái province nó khác. Thì họ dùng tiếng Pháp là chính, tiếng Anh là phụ, cho nên những cái vùng mà du lịch thì họ có tiếng Anh, còn những cái vùng mà giống như là ngoài phố này họ thì không có tiếng Anh tiếng Pháp không. Cây xăng dùng thẻ để mình trả tiền rồi đó thì mấy cái software rồi gì là tiếng Anh tiếng Pháp không. Mình nghĩ chứ không cần phải tiếng Pháp đâu, chỉ cần những cái basic, những cái căn bản tiếng Pháp thôi thì sống ở đây được rồi. Tại vì mình thích cái vùng này á, là cây cỏ nó rất là xanh tươi, mùa hè mùa đông thì sẽ chắc chắn nó có cái màu sắc nó sẽ khác, người ta nói sẽ lạnh. Tương lai là mình mua nhà đây thì không có realistic là gì, là không có tốt lắm, tại vì mình mua căn nhà ở đây mà mình phải trả tiền thuế, rồi mình phải trả tiền nước tiền điện này nọ, nghĩa là cái nhà nó mình mua nó sẽ có những cái tiền phí cộng mua đó rất là bận rộn, rồi mình phải trả tiền góp chứ đâu phải giống như là mình mua. Mặc dù mình có tiền mình trả thẳng đi nữa thì mình cũng vẫn trả tiền thuế nè, tiền này tiền chi nọ, nó sẽ kéo dài mỗi tháng một chi phí. Mà nếu như mình mà nghĩ là mình retire thì cái chi phí đó nó sẽ thấy rất là tốn. Cho nên mình nghĩ lúc đầu thì có thể chỉ ở cái kiểu mà đi chơi lâu dài đó, như là mình mướn một cái Airbnb, ví dụ một mình ở cái nhà này thì hơi phí, tại vì mỗi ngày mà 100 mấy thì một tháng là quá nhiều đi, một tháng tới 3-4 ngàn thì không tới, phải kiếm cái chỗ nào, ví dụ như cái condominium nào đó, hoặc là giống như ở bên Mỹ nó gọi là cái gì? Homestay ha. Như vậy kiểu là long term hotel, cái kiểu giống như là 4 tháng 2 tháng vậy đó, thì có thể mình
Negotiate là tính toán đi. Anyway, thì từ 1 tháng cho đến 1,5 tháng, 2 tháng gì đó, tùy lúc thôi. Mình nghĩ lúc đầu chắc không đi đến lâu gì đâu, nghĩ chắc có thể 1 tháng thôi. Để mình tới mình tìm hiểu. Tại vì tới đây rồi mình cũng phải cần, nước này nó cũng xa, đi đây đó là cũng xa, cũng cần chiếc xe, nên phải có Uber cộng tiền phi rồi nọ. Mình không biết giải quyết làm sao, nhưng mà mình nhất định là mình phải tới đây ở một ít nhất vài tuần tháng để cho cái biết cái mùa mùa thu nó ra sao, mùa đông nó ra sao. Mùa đông thì có thể ở chừng 1 tuần 2 tuần mà cao là chắc mình chịu không nổi đâu. Anyway, tương lai thành vậy đó, đến đây chơi thì nếu như mình thích lắm thì có thể mua một cái căn nhà nào nhỏ nhỏ, 3 phòng, 1 phòng 2 phòng mà rất là rẻ, ví dụ như ở rất là xa luôn á, mình muốn ở thiệt là chỗ buồn đi buồn luôn, không có ai, mà rất là đẹp, ví dụ vậy đó. Ở 6 tháng về Mỹ, 6 tháng đi Việt Nam vài tháng vậy đó, lỡ lại về hưu như vậy là quá tuyệt vời. Sống cuộc đời mình thích thú mà, mình không có thích bôn xôn này nọ thành phố nữa, nghĩa là các bạn có biết tính mình. Anyway, lại nhảm nãy giờ thì tóm lại cái mình muốn nói là mình rất là thích Canada, nhất là cái vùng vùng ranh giới giữa Quebec với lại Ontario. Dĩ nhiên mình tới đây mình sẽ kiếm bạn nhiều rồi, như có vài bạn ở đây thì chỉ dẫn mình giúp đỡ này nọ, là lỡ có chuyện gì ở một mình mà thì mình có thể mình kêu gọi giúp đỡ này nọ, đúng không? Thì mình sẽ làm bạn quen ở đây. Mẹ nó thì ở đây cho nên cũng có nhiều người bạn, thì cũng có thể mình nhờ họ giúp đỡ này nọ đâu, thí dụ như chuyện y tế này nọ đâu, phải không? Anyway, đó, như vậy là mình muốn nói. Bây giờ các bạn muốn nhìn cái sào hè này không? Có cái cây thông này mà mùa mùa Noel mà mình cắn đèn lên là rất là đẹp. Cây thông quá đẹp luôn. Sân cỏ này thì vài tháng mùa hè chỉ có cần cắt cắt sơ sơ thôi ha. Nhưng mà những người bạn ở đây nói cái nhà này không có phải là đẹp lắm đâu. Thì mình biết chắc chắn rồi, nếu như mua nhà đây thì mình sẽ đi tìm cái nào mình thích hơn. Thật ra cái con sông này mình không có cái chỗ đi xuống cho nên mình không thích lắm, mình phải thích cái nhà nào mà có thể đến gần cái hồ hoặc gần cái sông thì nó đẹp hơn. Đúng là mình có coi thì cũng rất nhiều là rất là đẹp, rất là vắng, không ai hết, càng vắng chừng nào mình càng thích chừng đó. Như mình là nói hôm nay mình cũng không có muốn đi đâu hết các bạn, lười quá, với lại cũng hơi mệt rồi, thì mẹ mới đứa nhỏ thích đi đưa lấy con gái dở đi shopping. Con gái mà, con gái với phụ nữ thích shopping. Mình thì ở nhà mình muốn có cái cảm giác của một cái cuộc sống ở đây, sống ở nhà vậy buồn chán. Nó ra sao? Thì nó buồn chán giống như Mỹ thôi. Nhưng mà nếu như mình có một căn nhà riêng này ở một mình nhà này thì cũng rất là tiện, tiện hơn là hotel rất nhiều. Mình nấu ăn, các bạn, mình đang ăn ăn cái hamburger mình nấu ở, ôi trời, có con ruồi, mùa hè ruồi, tại nãy mở cửa của tao quá. Đây mình nấu cái hamburger đây. Tối nay thì là bác mình mua cho đã, uống cho đã xong rồi về cởi bia nha. Tối nay nướng cái pizza lên. Cái đây là cái bọc này là con gà. Ăn chán quá, không có ngon. Thì trước khi đi thì mình cũng clean up cái tủ lạnh. Tủ lạnh này cho người khác tới mướn. Vậy đó, còn cái nào còn sạch sẽ thì để lại cho người khác xài. Cũng giống như đây. Cái người lớn nhà trước á, họ ăn
Tôi thấy nhiều người Canada, Mỹ không à, ăn để lại dư nhiều lắm. Rồi mình chỉ chất nào thì mình xài như là bơ, rồi energy drink, juice này uống nói chừng cho nên mình không có uống. Nè, ketchup, milk. Đó, thì trước khi đi clean up cái tủ lạnh, nhìn cái bông dưỡng hương giả này, nhớ cái bông dưỡng hương thiệt tình của mình ở San Jose. Bây giờ không biết ra sao rồi. Đó, thì mình làm một cái hamburger homemade. Con trai ăn thì thấy nó nói chơi thịt thịt này có cái mùi mùi cũng ướp á, mình thấy đâu thịt ra nó hơi khó chịu. Cái lỗi lầm nhiều nhất của mình là ăn, làm cho con trai ăn, nó không ăn xong mình phải ăn đồ. Biển là bát blue. Rồi, mình muốn cảm nhận cái cuộc sống ở đây là sao. Ở nhà một mình, giờ đang nắng lắm, nhưng mình thật ra mình chạy vòng vòng ngoài thì mình thấy giống Việt Nam mới sợ. Tại vì cây cỏ nó cũng rất là xanh tươi, nó không giống như Cali bây giờ là rất là khô khan, rất là như sa mạc kìa, nó cỏ rất là vàng khe. Đây thì rất là xanh, hơi ẩm ẩm giống Việt Nam. Mà nói đúng ra những người Canada tới Việt Nam nói ôi nóng quá, nóng quá. Trời ơi, mùa hè ở đây nó nóng cũng dữ, đâu có thua Việt Nam đâu trời. Nóng bạo luôn á. Việt Nam có thể lên tới 38 độ hả? Hôm nay lên được khoảng 30 độ. Mà những anyway thì đi ra ngoài nóng lắm. Mình cảm nhận cái 30 chứ 35, 38 nó cũng đều xem, nó cũng giống nhau thôi, nóng quá. Chắc chắn rồi mình sẽ trở lại mùa đông, à, mùa thu và mùa đông luôn. Để mình biết coi nó lạnh cỡ nào. Mùa đông có thể ở chừng tuần thôi. Đi máy bay mùa đông thì có thể hơi hơi rắc rối. Anyway, tại vì mình cái hamburger nó không có mùi vị gì hết, bỏ chung muối cho nó cái mặn. Nói tóm lại mình thích sống cũng cô đơn, nó quen rồi, thích yên lặng. Nếu mà mình có sống như vậy thì cũng không đến nỗi. Chỉ có cái nếu ở hai nước thì hơi khó. Không lẽ mua hai chiếc xe. Đúng là nhiều nơi bên Mỹ cũng giống như vậy thôi. Giống như có thể Vermont. Nhưng mà có thể khỏi anyway. Bên Mỹ nó có cái thái độ của người Mỹ chính trị nó hơi khó. Bên đây thấy người ta dễ dãi. Rất là friendly. Không phải nói là người Mỹ không phải friendly, nhưng mà nếu như mình người ở lâu, mình thấy họ chính trị với nhau dữ quá mình thấy cũng chán. Có cái câu mình nhớ trên một movie hình như là cái title, như
live and let live ha? Nghĩa là mình sống và hãy sống, bỏ quên thù hận, bỏ quên ghét nhau, sống vui. Nhất là cái tuổi tuổi già thù hận ghét nhau chi nữa, sống cho vui. Vài năm, vài chục năm chết lúc nào biết, ở đó mà chính trị ghét nhau chán chết. Lại nói nam nhảm, lại nói nam nhảm, người ta sẽ chửi. Uống bia xong mà vui vẻ thôi các bạn. Coi như hôm qua hôm nay mình cũng chưa có gặp hàng xóm nào hết, chỉ có chào hàng xóm mình đi ra gặp hàng xóm ngồi ngoài trước mình chào quay chào vậy thôi. Thì cũng giống như Mỹ, không có, họ không có xã giao như Việt Nam, mà thấy người ta mới tới thì nói, nhất là cái nhà này là nhà họ biết là nhà cho mướn, thì họ sẽ biết người đi người đến vậy thôi. Anyway, nói nhảm quá, mình xin tạm ngừng đây nha. Tóm lại mình thấy vui ở cái nhà mình. Mình tính sao tính chứ cũng khó mà khi mướn một cái nhà như vậy, một tháng, hai tháng hơi mắc. Sống một mình đến chơi một tuần, hai tuần. Để tính coi. Đến này ở được một tháng, hai tháng, mướn một phòng ấy, biết kiếp người Việt Nam nào mình quen mướn cái phòng có internet access rõ ràng này nọ đó. Anyway, thì để mình tính sau, nhất định là mình phải trở lại đây thôi. Dạ, hết sức. Mình thấy thích quá, quay phim rất đẹp. Để mà ăn xong rồi thôi, tạm chào các bạn nha. Cha con ở nhà nướng cái bánh pizza ăn. Chuyện chứ mà vui hơn là đi vòng vòng ngoài nắng lắm các bạn. Bây giờ đóng cửa màn lại hết, rồi mình mở máy lạnh lên, ở nhà hưởng thụ pizza tự nướng. Giờ mình cắt ra. Giòn quá chứ các bạn. Tuyệt vời. Không có mặt trời. Thôi không biết nói tiếng Việt. Ở bên Mỹ lâu quá rồi tôi nói tiếng Việt. Tôi nói lòng. Nói trời tôi. Ấy. Hai cha con ở nhà hưởng thụ cái nhà đẹp. Ăn pizza. Không biết nói tiếng Việt, nói tiếng Mỹ. Ở bên Mỹ 2 năm thì giờ tôi quen nói tiếng Việt. Bây giờ tôi phải nói tiếng Tàu. Mở ngóng các bạn. Mời các bạn ăn nha. Pizza tự nấu. Xin chào các bạn. Giờ này là 7:30 chiều rồi, mặt trời sắp lặn rồi. Nguyên cả ngày hôm nay hai cha con chỉ ở nhà thôi, còn mình với con trai muốn ở nhà relax thử cái đó ra sao. Thì nếu như có căn nhà tiện lợi như vậy thì mình thích ở nhà hơn, có đủ tiện nghi internet, thức ăn đầy đủ trong nhà rồi là mình cũng không muốn đi đâu á. Cho nên vì khi cái cuộc sống của mình nó hơi
buồn. So với những người khác thích đi lăn tung tăng như mẹ mấy đứa và này nọ. Đây mình đứng sau hè đó, hàng xóm mà sau lưng mình đây, xóm cái hàng rào này thì không có tre gì hết, hàng rào bên đây cũng không có tre gì hết. Thật ra bên Mỹ thì hàng rào nó cao hơn và nhìn phải nhìn lóng qua thì mới thấy được, chứ không có như đây, đây nhìn thấy hết trơn. Như vậy Sân cỏ thì mùa này thì họ cũng cắt cỏ dậy sạch sẽ rồi. Coi đây có cái bàn ngồi uống bia ăn barbecue nhưng mà không có cái đồ nướng. Mình nghĩ trong đó chắc có mấy cái đồ dụng cụ nhưng mà họ rào lại không cho mình vô, biết không? Phá rối này nọ đâu. Anyway, mai thì đi Montreal, hôm nay thì chỉ nhà. Ok các bạn, bữa nay thì mình chỉ chia sẻ cái nghĩ về Canada chốt đỉnh, cũng không có gì vui lắm. Thôi mình sẽ vào nhà và enjoy cái đời sống chán nản. Upload cái video này cho các bạn xem rồi may, hy vọng thì đi Montreal có nhiều cảnh đẹp hơn.